Vậy luôn á hả? Ây da. Bài cuối cùng nha. Và sau bài này mong mấy chị mình có một giấc ngủ thật hoặc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại nha mấy chị mình ơi. Cao dữ vậy trời. Ê, cái này cho anh hát mà. Biết rồi nhưng mà giọng cao quá. À đúng rồi nè. Rồi vô. Hôm nào hoa phương nở về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ chạy quanh em sao chẳng ghen. Lặng thầm nhìn anh đông đông, rồi thèm thùng che mắt biết. Bé nay không còn cô bé như năm nào. Em đã lớn rồi. Gái xinh thật xinh, đôi môi tươi thơm nồng làm em ngẩn ngơ trong lòng. Để rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã đến. Dắt nhau qua cầu đôi bắt nhau trên đồi tình, tình yêu nói thật lời. Rồi ngày vui qua gửi lại em một mối tình nồng, tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ, nhịp cầu tre muôn toa mong chờ đôi mình duyên mối tình thơ. Sau bao năm xa nhà chiều qua ghé dòng sông tim ngắt, nói em theo chồng em đã quên câu thề. Lòng anh thấy nào nề. Anh chị ơi, hết bài này là chúng ta kết thúc. À, chúc anh chị có một giấc ngủ thật là ngon. Xin chào hẹn gặp lại và cảm ơn tất cả các chị hôm nay đã đến với livestream của em và ủng hộ em với anh Lâm Hùng và nghe em và anh Lâm Hùng chia sẻ, giao lưu và hát hò nhé chị mình. Cảm ơn rất là nhiều. Còn Bi Nung làm thêm bài nữa đi. Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thơ xinh, môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng. Lần hẹn hò em đã đến, dắt nhau qua cầu đuổi bắt nhau trên đồi tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào. Quên câu thề lòng anh thấy nào nề. Hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngắt. Nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nề. Hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngắt. Nói em theo chồng em đã
quên câu thề lòng em thấy nào nề. Lâm Hùng và Minh Thư cảm ơn quý vị đã cùng xem buổi livestream này và cùng chia sẻ những món hàng mà Minh Thư giới thiệu với quý vị. Chúc cho tất cả quý vị một mùa Giáng sinh đã là hạnh phúc, năm mới an khang thịnh vượng nha.